Rồi, trở lại kênh nè, Tấn cũng chào cả nhà luôn cả nhà. Thì tiếp tục hôm nay Tấn cũng đi săn ong trở lại nha cả nhà. Thì hôm gài mưa bão quá cả nhà, thì đi mấy ngày cũng không có gì chân cả nhà. Có hôm qua được chừng xị à cả nhà. Rồi thì tiếp tục hôm nay Tấn cũng đi săn ong nữa nha. Thì đi sáng giờ Tấn cũng chạy ngang đây nè. Rồi Tấn thấy con tổ ong. Rồi Tấn có vô Tấn hỏi cái chủ nhà mình này, rồi Tấn cũng xin bắt, mà cái tổ này còn ghim nha cả nhà, nhưng mà cũng không biết mặt miết nó làm sao nữa cả nhà. Cái tổ này nó đóng trên cái cây gòn nè, tổ đi về chừng mười mấy ngày hả cả nhà. Mưa này không biết có mặt không nữa, Tấn thấy nó cũng không có phì không nữa. Để Tấn bước về tới cái tổ ong cho cả nhà mình xem nha. Đây nè cả nhà, cái tổ nè cả nhà, nhà thấy không, không có phì nữa nè, rồi không biết có mặt miết gì không nữa, mưa quá trời rồi nha. Rồi, để Tấn làm ruốc á, rồi lên bắt cho cả nhà mình cùng xem nha. Rồi làm ruốc xong rồi nè cả nhà, để đốt cái đốt á, rồi lên bắt cho cả nhà mình xem nha. Này chắc đu cái cây tre lên. Đuốc nó cháy cái này được. Nó cháy lên bành xác chứ nào. Diện không à. Không biết mặt biết sao nữa nè. Review cái tổ cả nhà xem nha. Gió dữ vậy trời, quá trời gió, làm hơi chậm nha cả nhà, cả nhà thông cảm nha. Rồi, quá trời gió. Tắt cái đuốc. Gió qua nó cũng hơi rung nha cả nhà. Gió quá cũng nguy hiểm nữa cả nhà. Khói lên trước nha cả nhà.
nước mặt nước sao nó này. Cố gắng con chút thôi các bạn. Trời gió quá trời gió nha. Để tấn review có cục mặt cho các nhà xem nha. Lúc không cháy nữa nè, quá cứng quá, quá chặt quá. Trời gió một quả cả, trời một quả cả. Tầm cái chừng được sĩ cho cả nhà nè, cả nhà thấy không? Bên đây ít, nói chung mưa rồi được đổ ghim rồi mà có mạch gì cũng đỡ rồi cả nhà. Bắt nó cũng chán lắm cả nhà, mà tao cũng gắng đi tìm cái nó có chỗ nó có tổ quay bắt quay cho cả nhà mình xem. Chứ bây giờ mà muốn mặc nhiều khó lắm. Tân dục xuống luôn nha cả nhà, không có để trên nha cả nhà, để trên kiến vàng nó bu rồi nó ăn rồi thứ hai nó sâu nó tùm lum hết trơn rồi. Cả nhà mình xem thấy hay á, đăng ký kênh ủng hộ tất nha. Mưa gió này bị bắt chán lắm, sóng quá trời sóng rồi. Con đọt cái sạch con qua mới được, trời ơi quá trời con qua rồi. Đốt lên cái này nó có khói mà được. Rồi nó không qua rồi nè, để con lấy cái bọc mới là được. Quá trời phấn luôn à.
con quà quá trời rồi. Không phải chịu thôi chứ tại cái mấy cái tổ mà mới thì nó vậy đó cả nhà. Biết sao vậy? Chuẩn sĩ hả cả nhà. Xem hay thì đăng ký kênh ủng hộ Tấn nha, để có động lực Tấn làm những cái video tiếp theo hay hơn nha cả nhà. Tổ này mới đóng được mười mấy ngày. Gió quá trời gió. Để họ tính quay thành quả cho cả nhà xem sao không ạ.